Thưa quý vị, những ngày qua những ồn ào về các cuộc thi hoa hậu vẫn làm nóng dư luận xã hội. Kể từ khi Nghị định 144 về nghệ thuật biểu diễn ra đời thì nhiều quy định cởi mở hơn cho các cuộc thi người đẹp. Số lượng cuộc thi nở rộ, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên nhiều mặt trái theo đó cũng nảy sinh. Đã có nhiều ý kiến về việc nhìn nhận lại danh xưng hoa hậu khi mà hiện nay nhiều cuộc thi nhan sắc đều hướng đến mục tiêu lợi nhuận. Báo giá của một đơn vị tổ chức sự kiện cho một lần tham gia sự kiện. Đứng đầu bảng là hoa hậu với giá khoảng 100 triệu đồng. Thấp hơn một chút là á hậu, dao động từ 70 đến 80 triệu. Con số cao hơn hẳn so với các nghệ sĩ trong cùng danh sách. Đã từng có thí sinh hoa hậu chia sẻ, gia đình cô suýt bán nhà để cho cô thi hoa hậu. Rất đơn giản, bởi các thí sinh coi đây như một cuộc đầu tư để thu về các giá trị kinh tế. Còn bản thân nhà tổ chức cuộc thi thì theo công bố, một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam đã thu hút được số tiền tài trợ khoảng 11 tỷ đồng từ các nhà tài trợ chính. Số tiền này chưa tính đến các nhà tài trợ vừa và nhỏ khác. Thực tế thì ở một số cuộc thi hoa hậu hiện nay, yếu tố kinh doanh và lợi nhuận chiếm phần quan trọng. Bản chất của các cái cuộc thi hoa hậu ấy, nó cũng chỉ là những cái sản phẩm thương mại thôi. Đấy, và người ta cần tạo ra những cái nhân vật có ảnh hưởng để có thể tạo ra những cái giá trị thương mại. Thế giới đã có hẳn một thuật ngữ về nền kinh tế hoa hậu. Ông Nawaz, chủ tịch Miss Grand International từng phát biểu, tổ chức của tôi, tiền của tôi bỏ ra, bởi vậy tôi phải là người đưa ra quyết định cuối cùng để kiếm được hoa hậu có năng lực giúp tôi kiếm tiền. Lợi nhuận từ các cuộc thi nhan sắc cũng là một phần lý do cho sự nổ rộ của các cuộc thi hoa hậu. Khi yếu tố lợi nhuận đặt lên cao, thì cũng có nghĩa là những giá trị mặc định lâu nay cho danh xưng hoa hậu dường như đã đến lúc phải thay đổi. Cuộc thi này thì sẽ do một ban giám khảo. Ban giám khảo được ban tổ chức của doanh nghiệp này mời. Đừng nghĩ rằng đây là một điều gì đó rất lớn để chúng ta trao cho họ tất cả những cái gánh nặng. Và gần như là mặc định là phải là đại diện cho thế hệ trẻ, đại diện cho phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài thì chuyện này hoàn toàn không có. Đôi khi chúng ta tự mặc định cho nó đây là một việc làm rất là quan trọng, từ đó lựa chọn ra những cô gái đẹp nhất của Việt Nam thì có vẻ như điều này đã không đúng, bởi vì chúng ta đã thường là chúng ta nâng lên quá rồi, khi chúng ta lại cảm thấy là hình như thất vọng. Vâng, nhìn nhận lại danh xưng hoa hậu cũng đang là quan điểm của nhiều người. Đó là chỉ coi đây như là một hoạt động biểu diễn, giải trí và hãy để cho quy luật thị trường sàng lọc. Đơn vị nào làm tốt thì tồn tại, đơn vị nào tổ chức kém chất lượng, tạo ra các người đẹp không được dư luận ủng hộ thì sẽ bị đào thải. Nhìn ra thế giới thì Mỹ, Ấn Độ, Venezuela vốn được mệnh danh là những cường quốc trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Nhưng ngay tại sân nhà, các cuộc thi hoa hậu của họ cũng đã dần giảm sức hút, vị thế. Ở châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, các đấu trường nhan sắc cũng đã thoái trào. Khán giả không còn mấy quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp. Sau chiến thắng tại Hoa hậu Thế giới, 7 vinh miện Hoa hậu Hoàn Vũ, 8 lần được xướng tên là Hoa hậu Quốc tế, khiến Venezuela trở thành một trong những quốc gia sản sinh ra nhiều Hoa hậu nhất trên thế giới. Sức hấp dẫn của vương miện và quan trọng hơn là cơ hội đổi đời khiến nơi đây từng là thủ phủ của các lò đào tạo Hoa hậu. Song những năm gần đây, đấu trường nhan sắc không còn là tấm vé vàng đối với những cô gái như tham vọng đổi đời. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng thiếu lương thực, lạm phát tăng cao khiến hàng loạt các cuộc thi, các lò đào tạo hoa hậu ở quốc gia Nam Mỹ này phải đóng cửa vì không thể duy trì hoạt động. Tương tự, tại Bắc Mỹ, châu Âu, chúng không còn đối mặt mà với các cuộc thi sắc đẹp. Hoa hậu Hoàn Vũ từng thu hút 7,7 triệu người xem tại Mỹ năm 2014. Nhưng đến năm 2019 đã sụt xuống còn 3,8 triệu và đến năm 2021 con số này chỉ còn 2,7 triệu người xem. Hoa hậu Thế giới ngày nay đã không còn được truyền hình trực tiếp tại Anh, đất nước khai sinh ra cuộc thi. Nguyên nhân một phần là do tình trạng có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp đã khiến chất lượng các cuộc thi giảm sút, tiêu chí đặt ra với thí sinh bị hạ thấp. Bên cạnh đó, những hoạt động giải trí đã trở nên phát triển hơn thời kỳ trước. Chính vì vậy, những cô gái xinh đẹp, tài năng không còn mặn mà với các đấu trường nhan sắc. Thay vào đó, họ tìm kiếm cơ hội đổi đời bằng cách gia nhập các công ty giải trí, tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng sâu thực tế. Những người đẹp ở các nước phát triển không còn muốn thi hoa hậu nữa. Danh hiệu hoa hậu tại các nước này giờ chỉ còn là hữu danh vô thực, chẳng có mấy ai quan tâm hoặc nhớ đến những người từng đoạt giải.
Phong trào hoa hậu thoái trào có thể làm mất cơ hội đổi đời của một số cô gái, nhưng nhìn ở mặt tích cực thì lại giúp cho họ trút đi những hệ lụy của chiếc vương miện mà nhiều khi chính họ cũng không lường hết. Như là tại Việt Nam, nhiều hoa hậu á hậu mới đây sau một đêm thức dậy đã trở thành nạn nhân của các nhóm công kích, phản đối, còn gọi là anti-fan. Những tổn thương tinh thần của họ trở thành mồi câu béo bở cho những kẻ đục nước béo cò, khoét sâu thêm cảm xúc tiêu cực đám đông, tăng tương tác để chạy quảng cáo kiếm lời. Những clip cắt ghép, các bài phỏng vấn của người trong cuộc vẫn đang dẫn đầu xu hướng trên các nền tảng. Xuất hiện dày đặc các nhóm anti, trang anti, nhất là nhóm anti có nửa triệu thành viên. Thậm chí còn xuất hiện hiện tượng trục lợi từ những trang hay là nhóm cộng đồng này khi mà có những người lợi dụng sức nóng của câu chuyện hoa hậu để kinh doanh online. Ví dụ nhóm hội anti-fan hoa hậu vốn có tên là Áo Kiểu Nữ Đẹp thành lập từ năm 2022 hay nhóm Chợ Phúc Thọ khoảng 5.000 thành viên cũng đổi tên thành Hội Anti Tân Hoa Hậu. Tất cả chỉ nhằm kéo người dùng để tăng tương tác cho nhóm. Một số trang hội đồng YouTuber và TikToker gắn ghép những câu nói sai sự thật, có nội dung thiếu chính xác để câu like. Ngay lúc này, chỉ cần từ khóa liên quan đến hoa hậu thì lượng tương tác sẽ cao. Nói như vậy để thấy trong bối cảnh hiện tại chúng ta cần sự quản lý, điều chỉnh sát sao hơn từ cơ quan quản lý nhà nước. Đã nhiều thập kỷ chúng ta mặc định cho danh xưng hoa hậu rất nhiều giá trị biểu tượng. Nhận thức đó, ăn sâu vào suy nghĩ, thói quen của nhiều người thì không dễ thay đổi ngày một ngày hai, và sự kỳ vọng đó khi biến thành thất vọng sẽ tạo ra những hệ lụy tiêu cực như chúng ta đã thấy. Có khả năng phải đến vài ba thập niên mới có thể điều chỉnh được, không đợi đến vài ba chục năm thì mới ảnh hưởng đến đời sống tinh thần cũng như cái việc tôn thờ các giá trị thẩm mỹ của con người Việt Nam, mà nó ảnh hưởng một cách nhưỡng tiền. Các bạn trẻ của chúng ta ngay từng năm một thì họ cũng vẫn tiếp tục theo đuổi cái con đường đó, và như vậy nó ảnh hưởng trực tiếp hàng ngày hàng giờ chứ không phải là đợi đến vài ba chục năm nữa. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể nào gọi là mềm lòng, chúng ta không thể nào dễ dãi để cho những cái câu chuyện mặc nhiên nó trôi đi. Cơ chế thị trường bản thân nó là phát triển theo những cái quy luật của nó, nhưng mà thị trường bao giờ cũng có sự điều tiết của nhà nước. Và cái mà chúng ta cần phải điều tiết đấy là tạo ra các cái cuộc thi lành mạnh, hợp pháp và hợp với cả cái thuần phong mỹ tục, cái giá trị văn hóa của Việt Nam. Đó là cái điều mà nhà nước cần tham gia. Và nếu như chúng ta thấy rằng trong cái quá trình phát triển của nó và có những cái vấn đề cần phải điều chỉnh thì cái việc tham gia của nhà nước là cần thiết và cần phải có những cái văn bản pháp lý mới để điều chỉnh những cái vấn đề phát sinh. Danh hiệu tự thân đã là một giá trị, do vậy bất cứ danh hiệu nào cũng cần phải đảm bảo những chuẩn mực cộng đồng tối thiểu. Cho dù là một thi sắc đẹp cũng không thể hạ thấp vai trò tri thức ở dưới mức bình thường. Một số chuyên gia văn hóa đề xuất là nên chăng cần có những tiêu chí nhất định với ban giám khảo của những cuộc thi sắc đẹp và sự giám sát chặt chẽ hơn của các cơ quan chức năng.